vô nhà nghỉ nhớ suốt đời, cho nên nhà nghỉ nhớ. Vô nhà nghỉ xong rồi là người ta phải quên chứ làm sao mà nhớ cho được. Đi đâu còn nhớ chứ đi vô nhà nghỉ là mình phải quên, không có nhớ được. Như cái cầu này mới làm thì phải, cầu số 2. Cái cầu này là cái cầu mới làm hay gì đây nè. Thấy cọc tiêu rồi còn mới nè, chắc nó nè. Trời ơi, nó bao cái ấy rồi. Cầu này cầu gì? Cầu số 1, đúng rồi. Cọc tiêu thấy còn mới hay gì nè. Lúc đó mình đi ngang qua là có một cây cầu đang làm, chắc nó nè. Nhớ không biết cây cầu nào. Chạy có một cây đi tới rồi cái bị dướng phải quay lại. Đó, quốc lộ 57. Quẹo trái ra quốc lộ 57, còn đi quẹo vô quẹo phải chứ. Đi vô quốc lộ 57 quẹo trái là ra Bang Tra. Bây giờ mình sẽ chở cho cả nhà đi ra Bang Tra. Ấp Giồng Giữa. Ở đây là ấp Giồng Giữa nha cả nhà. Ấp Giồng Giữa. Xã Nhơn Phú Tân. Chùa Long Hưng. Đi đường nào? Đi đường nào? Đi đường này. Đi đường này chạy ra Bang Tra. Còn quẹo qua bên đó là đi ra Hưng Khánh Trung Nga. Đó, đi ra Bến Đò đây. Bến Đò Bang Tra nha cả nhà. Đi thẳng qua bên kia là mình sẽ qua Vĩnh Long. Đi Vĩnh Long đi đường này. Cấm xe 3 bánh 4 bánh qua đò Bang Tra. Rồi xong. Ngay đây dở cái nhà rồi. Gì vậy? Từ mai 31 tháng 12 là ngày nay. 20. Ủa? À cái này là hồi năm 2023. 31 tháng 12 năm 2023 là phà Bán Ca dời về hướng đi Giồng Trôm. về dời về hướng đi Giồng Trôm, huyện lộ 21. Cảm ơn. Ủa, dời về Giồng Trôm là ở đâu chú? Dạ, ở đâu? Cái biển vàng ở đây thấy Hiệp Cưới đó, phải không? Vừa qua cái biển vàng nó có ngã ba vẹo trái đi thẳng lên gì dùm tôi là 250 thước là dần thấy bến phà. À, 250 thước. Giờ cái bến phà gì đó. Về hướng Giồng Trôm chứ không phải về. Ồ, Giồng Trôm đó đó hả? Về cái hướng. Dạ. Bởi xưa giờ con tưởng đâu là Giồng Trôm là chỉ có Giồng Trôm ở bên của đi. Dạ đúng rồi. Ở đây nó có Giồng Trôm nữa. Nhưng mà đó về cái hướng. À. Đó qua khỏi bảng biển đó, bạn nó quẹo trái đi lên thẳng lên gì 250 thước vậy. À rồi. Dạ dạ con cảm ơn. Rồi lên đường, lâu quá không đi phà Bến Phà Bang Tra đã giờ về 250 thước. Hay quá. Lâu lâu chở cho cả nhà đi khám phá. Quá hay. Phà Bán Ca đã dời về hướng Giồng Trôm 250 thước. Hiệp Cưới Hồng Nhanh ngay đây, quẹo đi về 250 m nữa. Đó. Đi nha. Về nay mấy tháng nè. Đó, đường này là đường chợ Bán Ca đây. Đó, chợ Bán Ca. Đây chợ Bán Ca không có thấy. Đó. Có cái chữ chợ Bán Ca kìa cả nhà. Giờ vô không có ôm mà không có người nữa, thôi mình đi đi. Đó, nhìn vô đó thấy chợ Bán Ca chưa? Ôi mít. Rồi bây giờ mình đi 250 m nữa. Quẹo tay phải mình là đi về Hưng Khánh Trung Nga nha. 250 m để mình cân rồi. Vậy là 500. Địa chỉ chợ Bán Ca. Đường huyện 21. Thành Đạt ra. Lò mổ bò mé tay trái. Đường này là hồi nãy mình nói mình chở cho phà Bán Ca đây cả nhà. Đây phà Bán Ca đây. Đó. Đây đi ra bến phà Bán Ca đây cả nhà. Có phà kìa. Có phà Bán Ca. Không có đi. Phà Bán Ca đây, phà Bán Ca. Đó. Quá phí đây cả nhà. Phà Bán Ca khoảng Mới nè, Phà Bạo. Ồ, có tàu du lịch luôn, ghê. Ồ, ngay đây lớn quá chừng đó ta. Đó, vừa tới cái phà, có phà đi luôn. Rồi bến phà về đây nhìn rộng rãi quá chừng luôn. Thấy không? Đó. Còn đây là phà bao nè, phà bao có số điện thoại luôn nè. Cả nhà ai đi ngang qua bao phà có bao luôn nè.